Chào mừng các bạn đến với khóa huấn luyện xây dựng đội nhóm vô địch, doanh nghiệp vô địch. Doanh nghiệp vô địch hay đội nhóm vô địch là như thế nào? Đó là doanh nghiệp với đội ngũ bán hàng xuất sắc, tạo ra doanh thu vượt trội, hoàn thành bất cứ mục tiêu nào về doanh số đặt ra. Đó là doanh nghiệp mà bên trong có đội nhóm đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng có thể vượt qua bất cứ khó khăn thách thức trở ngại nào. Đó là một doanh nghiệp và một đội nhóm có một văn hóa gắn kết, yêu thương và tất cả đều cộng đồng trách nhiệm về tầm nhìn chung. Vậy thì làm sao để tạo ra được một đội nhóm vô địch và doanh nghiệp vô địch? Bí quyết nằm ở sự rõ ràng. Rõ ràng sẽ tạo nên sức mạnh. Rõ ràng ở đây là gì? Là rõ ràng trong cơ chế thu nhập với từng nhân viên quản lý và lãnh đạo. Rõ ràng với cơ chế thu nhập với năng lực con người đến đâu thì sẽ mức thu nhập sẽ không giới hạn đến đó. Rõ ràng điều gì? Nhưng để mỗi một nhân viên có cái năng lực bán hàng để tạo ra thu nhập không giới hạn thì họ cần phải có những cái kỹ năng bí quyết. Khi họ có kỹ năng bí quyết thì họ mới có sức mạnh. Và khi họ có sức mạnh như vậy thì họ mới bán hàng thành công. Và mấu chốt bí mật của sự rõ ràng ở đây là gì? Đó là không có vật cản. Không có một chút vật cản nào trong suy nghĩ của mỗi người, từ lãnh đạo đến nhân viên. Khi còn vật cản trong đầu, vật cản về mình chưa có đủ năng lực, thì nhân viên còn sợ hãi, còn lo ngại, còn ngại ngần khi gặp khách hàng lao ra ngoài thị trường. Khi còn vật cản trong thu nhập, trong cơ chế hoa hồng của doanh nghiệp, thì nhân viên còn uể oải, chưa tận tâm tận lực để hoàn thành hết sức mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra. Khi còn cái vật cản trong suy nghĩ của nhà lãnh đạo đối với lực lượng nhân viên, rằng họ có năng lực hay không, rằng họ có dốc tâm hết sức hay không, họ có vì doanh nghiệp không, thì vật cản đó cũng đã làm cho nhà lãnh đạo mất đi sức mạnh. Vậy để xây dựng một đội nhóm vô địch, doanh nghiệp vô địch, thì điều cần thiết đầu tiên là phải rõ ràng. Và dưới sự rõ ràng đó, bí mật của nó nằm ở không có một chút vật cản nào trong suy nghĩ của từng nhân vật, từng thành viên trong công ty. Vậy thì làm thế nào để bạn có thể tạo ra sức mạnh, tạo ra sự rõ ràng và có xóa sạch những vật cản trong suy nghĩ của từng thành viên trong doanh nghiệp của bạn? Bạn phải có đầy đủ các bộ công cụ quyền năng của khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Bởi vậy, tôi chào mừng các bạn đến với khóa huấn luyện xây dựng đội nhóm vô địch và doanh nghiệp vô địch.